Ôi, thức ăn nhìn hấp dẫn chưa kìa. Cô này muốn đút cho anh mà anh cứ mãi nhìn điện thoại. Thử dọa anh ta một phen thế nào. Gắn cái đĩa vào lưỡi giả và ngậm đó. Xem anh chàng quảng hốt chưa kìa. Lại trêu anh hả? Ai gọi đúng lúc ủi đồ thế này? Mỗi lần cô ta nghe điện thoại lâu lắm. Ôi, bạn cô bị tai nạn rồi kìa. Vết hỏng khá nghiêm trọng. Đùa thôi. Chuẩn bị miếng bọt biển trang điểm và son môi, vẽ lên mặt là xong. Cuối cùng cũng có ghế mà không còn chỗ nữa. Phải kiếm cách ngồi lên ghế để cho đỡ mỏi chân. Hãy nhường chỗ cho bà bầu với chàng trai trẻ. Nhưng cậu ta thật tốt. Quá ra cô giấu bánh ở trong bụng sao? Cô gái này đã xấu rồi mà còn trang điểm đậm đà. Và cô ta bị xa lánh ngay lập tức. Ơ kìa, cho xì hơi vào túi hả? Cô ta xấu mà lại còn thù dai. Này thì khinh bỉ người khác nè. Mình thấy mình đẹp là được rồi. Này, bàn kế bên có một cô gái thật là xinh. Này em, cho anh làm quen nhé. Cô ta không thích anh ấy rồi. Hãy xem anh chàng tiếp theo có gì hay hơn không. Chỉ với một màn ảo thuật nhỏ và anh ấy đã chinh phục được cô gái. Cô ta ăn mặc rách rưới thế nhỉ? À, lại giả ăn xin nữa chứ. Và cô đã nhận được sự giúp đỡ. Cứ thế này chả mấy chốc lại giàu đấy. Cô gái này sẽ tìm cách lật tẩy trò này của cô. Lại có khách ghé ba rồi. Và trò lừa gạt đã bị phát hiện rồi nha. Cô gái đang ngủ thật ngon. Và điều này sẽ khiến cô ta sợ hãi đó. Nhưng cô ta sợ sẽ khiến anh ta đau đấy. Hello. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn bí quyết. Dùng màu thực phẩm làm bạn gái mình xinh đẹp hơn. Và khi em mở mắt, em sẽ rất xinh đẹp. Dám giỡn với em nè. Sao lâu quá mà cô ấy chưa đến nhỉ? Cuối cùng thì phút giây này cũng tới. Vì cô quá lùn nên chỉ hôn tới đó thôi. Cô này tính dùng băng keo để dán lên vết son. Và xé mạnh ra và áo anh ta rách luôn. Không sao, có anh đây rồi. Nhưng hóa ra không được như tưởng tượng. Anh bạn này có một chiếc loa. Anh ta đặt nó vào túi xách của cô gái. Đúng lúc này thì bạn trai cô đến.
ai xì hơi thế? Anh chàng sợ chạy mất dạng rồi kìa. Và nó phát ra từ túi xách đó. Cô gái đang ngủ ngon lành. Anh bạn này lại có một âm mưu gì đây? Đây là máy tạo khói. Để xem cô gái phản ứng thế nào. Ôi trời ơi, cháy, cháy rồi. Cô gái được một phen húi vía. Họ đang trò chuyện vui vẻ. Cô gái lấy điện thoại của cô gái kia tặng cho anh. Cô ta bỏ đi rồi. Cô gái phát hiện điện thoại bị mất rồi. Tội nghiệp anh chàng, không hiểu sao mình bị đánh. Lại có trò mới gì đây? Cùng tham gia thử thách với cô bạn này. Vì giải thưởng quá hấp dẫn nên cô ta sẽ cố gắng. Bỏ cặp nữa thôi mà, cố gắng vì giải thưởng. Đâu dễ lấy được tiền thưởng của chị nhé. Anh ta đang dặn dò trước lúc cô ta thi đấu. Và đối thủ của cô đã đến. Giải thưởng khá lớn nên hãy cố gắng hết sức nha. Cô ấy có vẻ yếu thế hơn đối thủ. Mà cô ta thích son môi lắm. Sợ hư son môi nên cô chiến thắng ngoạn mục nhé. Son móng tay hả bạn? Ok. Đặt hai ly nước lên là hết sơn móng tay nữa rồi. Hai người bạn này bàn tính gì đây? Họ tổ chức cuộc thi, ai thắng sẽ có quà. Nào, chuẩn bị bắt đầu. Vậy là chơi gian lận rồi. Kiểu này cô gái còn lâu mới thắng được. No rồi, thôi cất bánh vào tủ lạnh ăn sau vậy. Và đây là cơ hội cho anh ta. Anh ta ăn ngấu nghiến còn không cho cô ta. Lại bị mất thức ăn nữa, đáng giận. Và cô ta làm đĩa thức ăn nhìn còn hấp dẫn hơn. Chỉ nhờ có thế anh ta xuất hiện ngay. Nhưng khó ăn lắm đó. Bạn nhúng chanh vào sô-cô-la lỏng và chờ cho khô là xong. Anh xin cô ít tiền nhưng không được. Có lẽ lâu lắm rồi anh ta không biết tiền là gì. Cũng đúng thôi, vì đụng đến tiền là tội lớn. Cũng may anh ta còn giấu được một ít tiền từ trước. Nó sẽ sớm mất ngay thôi anh trai à.